Chào các bạn, chào bạn. Tôi là Mỹ Hạnh, tôi là một trong những sinh viên của lớp Lucky khóa K1 trường đại học EDX. Ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu về môn nguyên lý kế toán. Và chủ đề đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó chính là đối tượng phản ánh của kế toán và các báo cáo tài chính cơ bản. Nhưng mà trước khi vào với chủ đề này, chúng ta sẽ cần phải làm rõ và giải thích được hai câu hỏi mà hôm trước thầy giáo đã đưa ra cho chúng ta. Câu đầu tiên đó chính là mâu thuẫn giữa chủ sở hữu và nhà quản lý. Nhà quản lý ở đây thì bao gồm là các giám đốc, chủ tịch, thì đó gọi là nhà quản lý. Câu hỏi thứ hai đó chính là sự khác nhau giữa chủ sở hữu và chủ nợ là gì? Đó, vậy ok, vậy chúng ta bắt đầu đi vào từng câu hỏi một nhé. Câu đầu tiên, mâu thuẫn giữa chủ sở hữu và nhà quản lý. Vậy thì để giải nghĩa được cái câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu rõ được cái bản chất, mục tiêu của hai đối tượng này là gì. Mục tiêu của chủ sở hữu đó chính là muốn tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Còn với nhà quản lý thì lại muốn tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Cái hai cái này nghe thì nó có vẻ là giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà nó lại hoàn toàn là khác nhau nhé. Đây để tôi giải thích cho các bạn. Chủ sở hữu muốn tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp là gì? Có nghĩa là tối đa hóa giá trị thị trường của vốn cổ phần doanh nghiệp trên thị trường đó. Còn được tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp thì có nghĩa là muốn tăng doanh số này, tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận, hay là tăng mức lương, có nghĩa là tăng mức lương, thưởng hay là uy tín của mình đối với cái doanh nghiệp đó. Vậy thì một cái rõ ràng nhất ở đây đó chính là chủ sở hữu thì sẽ hướng đến các dự án dài hạn để có thể tăng giá trị doanh nghiệp của mình trên thị phần. Còn với nhà quản lý thì sẽ hướng đến các dự án ngắn hạn, bởi vì sẽ nhanh thu lại được lợi nhuận hơn này, ít rủi ro hơn này, và chắc chắn là mức lương của họ sẽ cao hơn rồi. Rồi đến câu thứ hai, sự khác nhau giữa chủ sở hữu và chủ nợ. Chúng ta biết rằng chủ sở hữu tức là những người góp vốn vào doanh nghiệp, đúng không ạ? Là những cổ đông đó. Vậy thì chúng ta sẽ có một khái niệm là những người góp vốn điều hành doanh nghiệp. Còn những chủ nợ thì là những người cho doanh nghiệp vay và thu lại khoản nợ sau một thời gian nhất định. Đó. Ok. Vốn chủ sở hữu thì sẽ bao gồm là vốn phổ thông, cổ phiếu phổ thông này, cổ phiếu hay là ưu đãi. Còn nợ thì sẽ được gọi là nợ. Sau khi tiền vốn chủ sở hữu mà sau khi cổ phiếu mà được đóng góp vào mà có lãi thì sẽ được gọi là cổ tức. Còn khoản nợ sau một thời gian thì sẽ có lợi nhuận, đúng không ạ? Thì đó sẽ gọi là lãi. Và chúng ta sẽ có một số những cái key để mà giải thích rõ hơn so với cái sự khác nhau giữa hai đối tượng này. Đầu tiên, nợ là trách nhiệm của công ty cần phải được thanh toán sau một thời gian cụ thể. Còn tiền mà công ty huy động bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng này có thể được giữ trong một thời gian dài thì sẽ được gọi là vốn chủ sở hữu. Thì những người mà nắm giữ vốn chủ sở hữu sẽ được gọi là chủ sở hữu. Nợ là quỹ vay, trong khi vốn chủ sở hữu là quỹ sở hữu. Nợ phản ánh tiền nợ của công ty đối với người hoặc tổ chức khác. Còn vốn chủ sở hữu phản ánh vốn thuộc sở hữu của công ty. Nợ có thể được giữ trong một thời gian giới hạn và nên được trả lại sau khi hết thời hạn đó. Mặt khác, vốn chủ sở hữu có thể được giữ trong một thời gian dài.
Chủ nợ là chủ nợ, trong khi chủ sở hữu là chủ sở hữu của công ty. Nợ mang rủi ro thấp hơn so với vốn sở hữu. Nợ có thể ở dạng cho vay có kỳ hạn, nợ và trái phiếu, nhưng vốn chủ sở hữu có thể ở dạng cổ phiếu thôi. Lợi nhuận của khoản nợ được gọi là lãi suất như vừa nãy tôi vừa nói. Còn nợ của lợi nhuận của chủ sở hữu sẽ được gọi là cổ tức. Lợi nhuận trên nợ có là cố định và thường xuyên, nhưng nó chỉ ngược lại trong trường hợp lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tức là lợi nhuận của vốn chủ sở hữu thì có thể sẽ bị lỗ và không thường xuyên. Và cuối cùng đó chính là nợ có thể được đảm bảo hoặc không đảm bảo, trong khi vốn chủ sở hữu thì không, luôn không được đảm bảo. Tức là ví dụ như công doanh nghiệp của chúng ta làm ăn thua lỗ đúng không ạ, hay là phá sản đi, thì chúng ta sẽ không thể nào mà thu lại được số vốn mà chúng ta đã góp vào khi đó. Nhưng với số nợ thì doanh nghiệp đã vay thì chắc chắn doanh nghiệp phải trả, đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào với chủ đề ngày hôm nay nhé. Đối tượng phản ánh của kế toán và các báo cáo tài chính cơ bản. Chúng ta ở phần này chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu 4 cái: các giả định cơ sở của kế toán, đối tượng phương án của kế toán và phương trình kế toán, phân tích kế toán các tác động của các dao động kinh tế đến phân tích kế toán và các báo cáo tài chính cơ bản. Nhưng ở đây chúng ta, ở video này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu 4 cái vấn đề chính. Các giả định tạo ra nền tảng và cơ sở cho việc thực thi ghi chép kế toán là thước đo tiền tệ, thực thể kinh doanh, kỳ kế toán và hoạt động liên tục. Ok, ở đây chúng ta có một khái niệm: hoạt động của một doanh nghiệp hay một đơn vị kế toán phải được phân biệt và ghi chép tách biệt với các hoạt động của các doanh nghiệp và các thực thể kinh doanh khác. Có nghĩa là các báo cáo tài chính hay là báo cáo kế toán của chúng ta cần phải được ghi chép tách biệt so với các báo cáo tài chính của công ty khác, cho dù là chúng ta có cùng sở hữu nhiều doanh nghiệp cùng một lúc. Ở đây ví dụ như báo cáo tài chính của công ty ô tô Ford sẽ cần phải tách biệt so với báo cáo tài chính của công ty GM. Đó. Thì ví dụ tôi có lấy một ví dụ như thế này. Ví dụ như tôi sở hữu công ty A và công ty B đúng không ạ? Thì tất cả những cái việc ghi chép hay là báo cáo tài chính hay là báo cáo kinh doanh, hay là báo cáo kinh doanh, hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp sẽ cần phải được rạch ròi, phân biệt và tách biệt với nhau. Không thể nào mà ghi chép trong cùng một bản báo cáo được, cho dù là tôi sở hữu cùng hai cái doanh nghiệp đó. Tiếp theo đó chính là kỳ kế toán. Các doanh nghiệp cần báo cáo định kỳ, do đó các nhà kế toán chuẩn bị báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán khác theo từng kỳ cụ thể một cách thường xuyên. Ở đây chúng ta có thấy một cái thước đo về thời gian đúng không ạ? Đây là trong khoảng từ năm 2005 đến năm 2006 và có 4 quý ở đây, thì chúng ta sẽ phải hoạt động liên tục từ tháng 1 đến tháng 12 trong một năm. Và khi kết thúc một kỳ kế toán này, chúng ta sẽ cần phải tổng kết lại và đưa ra các báo cáo tài chính hay là báo cáo kế toán theo từng kỳ của cái công ty đó cho các nhà quản lý. Đây, ví dụ như tôi lấy ví dụ là công ty của tôi có một kỳ kế toán hay là một kỳ hoạt động kinh doanh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Thì sau khi kết thúc một năm làm việc đó, kế toán của tôi sẽ có khoảng từ 2 đến 3 tháng, tức là tháng cho đến tháng 2 hay là tháng 3 của năm 2011 để chuẩn bị các báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán khác cho tôi là một nhà quản lý, để tôi có thể nắm rõ được cái vấn đề vận hành hay là cái vấn đề hoạt động kinh doanh ở trong doanh nghiệp đó. Đó là một kỳ kế toán. Về thước đo tiền tệ, chỉ ghi nhận trong sổ sách kế toán những dữ liệu giao dịch có thể đo lường được bằng tiền. Ở đây chúng ta cũng cần phải quan tâm đến một vấn đề, đó chính là các cái vốn chủ sở hữu và các cái vốn sở hữu mà các cổ đông góp lại hay là các khoản nợ mà khách hàng nợ chúng ta mà chúng ta sẽ cần phải được thu về đó, thì phải được đo lường được bằng tiền. Ví dụ như tôi có một chiếc xe tôi muốn góp vào công ty đó.
đó. Nhưng mà so với cái giá trị của chiếc xe đó thì tôi rất là yêu cái chiếc xe đó đi, thì tôi định giá nó lên là 100 triệu, nhưng thực tế là cái giá trị của nó chỉ là 10 triệu thôi, thì không thể nào mà lấy được bằng, không thể nào mà ghi chép dữ liệu bằng niềm tin như vậy được, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải ghi chép nó cụ thể là 10 triệu. Và một cái lưu ý nữa, đó chính là chúng ta cần phải có một cái loại tiền tệ nhất định trong cái báo cáo đó. Không thể nào mà vừa bằng tiền đô vừa bằng tiền Việt được, đúng không ạ? Kể cả là khoản nợ của chúng ta, hay là tài sản của chúng ta, hay là khách hàng trả, mà có trả bằng tiền đô thì chúng ta cũng phải quy đổi và chuyển sang tiền Việt nếu như doanh nghiệp của chúng ta lựa chọn cái loại tiền là Việt Nam đồng. Hoạt động liên tục, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong khoảng thời gian đủ dài để thực hiện những mục tiêu hiện thực của nó. Tức là chúng ta cần phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi mà chúng ta đã đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Vậy thì ví dụ như là những người làm nông, đúng không ạ, sẽ có hai mùa trong năm, nhưng mà năm nào họ cũng làm như vậy. Có hai mùa trong năm là mùa chiêm và mùa vụ. Như vậy thì có được gọi là hoạt động liên tục không ạ? Chắc chắn là không phải là hoạt động liên tục rồi, bởi vì hoạt động liên tục có nghĩa là chúng ta sẽ phải hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 không ngắt quãng thì mới gọi là hoạt động liên tục được, để chúng ta đạt được cái mục tiêu nhất định mà chúng ta đã đề ra. Đối tượng phản ánh và chương phương trình kế toán cơ bản. Đối tượng phản ánh của kế toán đây, tình hình tài chính của đơn vị thì sẽ bao gồm các nguồn lực kinh tế của đơn vị là được gọi là tài sản, và nguồn tạo lập các nguồn lực kinh tế của đơn vị thì sẽ được gọi là nguồn vốn. Tức là chúng ta sẽ có một bên là tài sản và một bên là nguồn vốn. Tài sản là bao gồm tiền hay là các động sản, ví dụ như là nhà đất, xe cộ, hay là thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất thì đều được gọi là tài sản. Còn nguồn vốn thì sẽ là những cái nguồn mà tạo ra được cái tài sản đó, ví dụ như là nợ bao nhiêu hay là ai góp bao nhiêu thì đó sẽ là được gọi là nguồn vốn. Và cái tài sản và nguồn vốn này thì sẽ cần phải bằng nhau. Sự vận động của các nguồn lực kinh tế thì sẽ bao gồm thu nhập, chi phí và lợi nhuận và các dòng tiền. Ở đây, phương trình kế toán thì như vừa nãy tôi đã nói, tài sản sẽ cần phải bằng nguồn vốn, tài sản sẽ cần phải bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Tài sản là các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp sử dụng, còn nguồn vốn là ai là người cung cấp các nguồn lực kinh tế cho doanh nghiệp hay quyền đối với các nguồn lực này. Đó. Vậy thì như vừa nãy tôi đã nói, nợ ở đây thì sẽ bao gồm là nợ vay ngân hàng này, hay là phải trả lương nhân viên, hay là trả nhà cung cấp, hay là thuế thì cũng đều được gọi là nợ. Và vốn chủ sở hữu thì sẽ bao gồm là vốn góp của doanh nghiệp này, hay là lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ từ vốn chủ sở hữu. Còn về tài sản thì nó sẽ phân ra làm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn sẽ bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đất đai hay là nhà cửa. Còn tài sản dài hạn thì sẽ là thiết bị sản xuất, hay là hàng hóa, hay là các khoản phải thu khác của khách hàng. Thì hai cái tài sản và nguồn vốn này sẽ luôn luôn phải là bằng nhau. Tài sản là lợi nhuận, tài sản là do doanh nghiệp kiểm soát. Tài sản là số tiền do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu lại được lợi nhuận trong tương lai. Ví dụ như tiền mặt này, hay là hàng tồn kho, hay là tài sản cố định thì đều được cho là tài sản. Tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi nhuận trong tương lai. Giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy. Khi các khoản, đây để tôi sẽ nói về cái vấn đề này nhé.
doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi nhuận trong tương lai, tức là ví dụ như cái thiết bị mà chúng ta để mà chúng ta sản xuất ra cái mặt hàng đó thì sẽ được gọi là tài sản, bởi vì chính cái máy đó, cái máy móc đó, cái thiết bị đó sẽ giúp cho chúng ta làm ra được cái sản phẩm hay làm ra được cái hàng hóa để bán ra ngoài thị trường, thu về lại được vốn và lợi nhuận, đúng không ạ? Thì sẽ được gọi là tài sản. Nhưng có một số thứ sẽ không được gọi là tài sản, ví dụ như xe cộ. Nếu như xe góp vào công ty mà chỉ để đi không thôi thì sẽ được gọi là tiêu sản. Nhưng nếu như xe đó là để chở hàng hóa đi bán thì vẫn sẽ được gọi là tài sản nhé. Thế các khoản chi bỏ ra không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì khoản chi đó được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải viết cả những cái khấu hao tài sản đó khi mà nó phát sinh ra. Tài sản và nguyên tắc giá gốc này. Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, tức là ví dụ như một chiếc xe máy mà chúng ta góp vào công ty đó, như vừa nãy tôi đã lấy một ví dụ rồi đó. Nếu như tôi định giá chiếc xe máy đó là 100 triệu nhưng thực ra tôi mua nó chỉ với giá 10 triệu thôi, thì khi mà được viết vào trong cái báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ cần phải viết giá thực của nó là 10 triệu chứ không thể nào ghi là 100 triệu lên được. Thứ hai, giá gốc của tài sản được tính theo số tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Tức là chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta có góp một chiếc xe ô tô vào trong doanh nghiệp vào cái thời điểm năm nay, nhưng chúng ta nhưng nó đã bị cũ quá rồi. Tôi đã mua cái chiếc xe máy đó cách đây 5 năm rồi, mà cách đây 5 năm thì cái giá xe máy đó là 20 triệu, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe máy đó chỉ có giá là 10 triệu thôi. Thì cái thời điểm mà chúng ta ghi nhận cái tài sản đó là 10 triệu thì chúng ta sẽ viết là 10 triệu chứ không thể nào mà viết là 20 triệu theo giá gốc được. Đó là tính hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Và cuối cùng đó chính là giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Đó, vậy đó, ví dụ như là đất đai, đúng không ạ? Thì nó sẽ có thể thay đổi theo từng năm nhưng nó phải là hợp lý, thì cái giá trị của tài sản đó sẽ được thay đổi trong cái bảng báo cáo tài chính hay bảng báo cáo của kế toán đó, trừ khi là nó hợp lý thôi nhé. Còn nếu như mà không hợp lý thì chắc chắn là sẽ cái tài sản đó sẽ được giữ nguyên với cái giá mà chúng ban đầu mà chúng ta đã ghi ra rồi. Và đó là tất cả những gì mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái ví dụ như là đối tượng phản ánh của kế toán và phương trình kế toán, thì chúng ta sẽ tìm hay là những cái phân tích tác động khác thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào trong video lần sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video này. Chào tạm biệt các bạn.